Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. OC35, một tổ hợp y tế mới trong hệ thống cao Optima, 844-354-3535. Cơ hội cuối cùng cho 10 năm tới, trả lời thống kê dân số 2020 ngay bây giờ. Trân trọng kính chào quý vị đến với chương trình tin tức buổi chiều của Đài Lý Đô Sài Gòn TV cùng Thanh Mai. Và cũng như thường lệ thì chương trình của chúng tôi được chiếu trên băng tần 56.10, 14.2 và trên website lidosaigontv.com. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 24 tại tháng 8, một ngày đầu tuần. Cũng xin chúc quý vị một tuần thật nhiều tươi vui nha quý vị. Và mở đầu thì mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chính của phần tin Việt Nam. Và Việt Nam không có ca nhiễm mới và Quảng Ngãi cho mở lại quán ăn. Và tin Việt Nam cũng cho biết thì Việt Nam chưa nối lại các chuyến bay quốc tế. 4.800 công nhân Singapore được lệnh ở nhà và có 73 ca nhiễm mới, trong đó thì có một người đàn ông Việt Nam. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tin Việt Nam cũng cho biết thì Việt Nam không có ca nhiễm mới và Quảng Ngãi cho mở lại quán ăn. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 sáng ngày hôm qua cũng cho hay là Việt Nam không có trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào được ghi nhận. Và số ca nhiễm COVID-19 tính tới 6 giờ sáng ngày hôm qua nói trên vẫn là 1.014 trường hợp. Trong khi đó, thì theo báo Tuổi Trẻ, thì giới chức thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã cho các quán ăn, quán cà phê, các cơ sở hoạt động vui chơi và giải trí du lịch, tắm biển và bể bơi, trung tâm thể thao và cơ sở giáo dục v.v. mở cửa trở lại kể từ ngày 24 tháng 8, tức là ngày hôm nay. Nhưng mà các tiệm như là massage và tiệm karaoke vẫn chưa được phép tái hoạt động. Và cũng theo nguồn tin này thì các buổi họp mặt không được phép tụ tập đông hơn là 50 người, trong khi thì các buổi lễ hội tôn giáo và thờ phượng, thi đấu thể thao, quán karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, dịch vụ internet và những việc công cộng và trò chơi điện tử vẫn được lệnh tiếp tục đóng cửa để mà chờ có những thông báo mới. Và thưa quý vị, Việt Nam chưa nối lại các chuyến bay quốc tế. Theo VN Express thì Việt Nam vẫn còn đang tranh luận về thời điểm mở lại các chuyến bay quốc tế, trong khi thì số ca nhiễm COVID-19 qua các chuyến bay vẫn chưa được kiểm soát. Mới tuần qua, thì Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không của Việt Nam chính thức đề nghị giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam cho phép họ thực hiện các chuyến bay thương mại nối liền các quốc gia đã đẩy lùi đại dịch COVID-19 một cách đáng kể trong thời gian qua. Theo ông Đinh Việt Thắng, là Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thì giới chức thẩm quyền một số quốc gia đã đồng ý nối lại các chuyến bay tới từ Việt Nam với điều kiện là cô lập và kiểm soát tình trạng sức khỏe chặt chẽ của các hành khách. Ông Lê Đăng Doanh, là chuyên viên kinh tế, cho rằng là cần mở lại mỗi thành phố của Việt Nam ít nhất là từ 3 cho tới 4 khách sạn để cô lập hành khách ngoại quốc trong một thời gian để mà theo dõi tình trạng sức khỏe của họ. Tuy nhiên thì chuyên viên kinh tế Ngô Trí Long phản đối đề nghị trên vì cho rằng là việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát người ngoại quốc nhập cảnh là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện làn sóng đại dịch thứ hai tại Đà Nẵng cuối tháng 7 qua. Và kính thưa quý vị, cũng trong tin Việt Nam thì có 4.800 công nhân Singapore được định ở nhà và có 73 trường hợp mới. Và có trong đó thì có một người đàn ông Việt Nam bị nhiễm bệnh. Có, thưa quý vị, là 4.800 công nhân đã được hoạt động trở lại. Và ngày hôm qua thì ngày 23 tháng 8, Bộ Y tế Singapore đã buộc là 4.800 công nhân cư ngụ tại ký túc xá ở Kaki Bukit phải ở nhà để mà cô lập và theo dõi tình trạng sức khỏe để mà ngăn ngừa việc lây nhiễm COVID-19. Số công nhân này đang làm việc cho 20 dự án xây dựng ngày hôm qua mà được ghi nhận có khoảng là 73 ca nhiễm COVID-19 mới. Và trong số người bị nhiễm có một người đàn ông Việt Nam 38 tuổi đang làm việc tại đây. Và thưa quý vị, Singapore đã ghi nhận là 56.353 ca nhiễm COVID-19 tính tới ngày hôm qua với tổng cộng là 27 trường hợp tử vong và trung bình có khoảng là 2 ca nhiễm mới mỗi ngày.
Và thưa quý vị, Việt Nam và Đài Loan theo trận Trung Quốc đánh bắt cá trái phép và lấn áp Nhật Bản và Nam Hàn. Theo tờ Hoa Hậu Journal cũng cho biết, thì nguồn hải sản đang ngày càng cạn kiệt vì nạn đánh bắt cá lan tràn. Và thưa quý vị, thì dẫn đến tốc độ hoạt động đang gay gắt và gia tăng số vụ đụng độ ở ngoài khơi giữa các đội tàu của các quốc gia tại Biển Đông. Thực tế cũng cho thấy thì các đội tàu đánh cá của Đài Loan và Việt Nam và đặc biệt là Trung Quốc đang gia tăng mức độ hoạt động và lấn áp Nhật Bản và Nam Hàn. Trung Quốc được chỉ đích danh là quốc gia tiêu thụ thủy sản lớn nhất thế giới, thưa quý vị, để mà đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của dân số hơn là 1.338.000 người. Và thống kê của giới thẩm quyền Trung Quốc cũng cho thấy là sản lượng khai thác toàn cầu của nước này đã tăng hơn là 20% trong năm qua. Nhiều ngư trường gần bờ biển của Trung Quốc đã cạn nguồn thủy sản vì tốc độ đánh bắt quá mức và buộc chính phủ Trung Quốc tung tiền trợ cấp để mà giúp các đội tàu của ngư dân và cho đi khắp thế giới để mà kiếm ngư trường mới, thưa quý vị. Và chính phủ Trung Quốc ước tính là các đội tàu đánh cá của họ đã đánh bắt từ là 50 cho tới là 70% sản lượng của các vùng biển trên thế giới trong những năm gần đây và phần lớn là tại các vùng biển của các quốc gia láng giềng. Và cũng theo tin này thì các tàu đánh cá của Trung Quốc nổi tiếng là hung hăng và được trang bị vũ khí và thường xuyên đâm chìm tàu của các đối thủ cạnh tranh và cũng là hoạt tàu tuần tiễu của ngoại quốc làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của họ. Và thưa quý vị, là nhiều vụ đụng độ căng thẳng giữa Nam Hàn và Bắc Kinh gia tăng vào năm 2016 sau khi mà một tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép tại vùng biển của Nam Hàn và đánh chìm một tàu tuần duyên của lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này. Và các ký giả của Nam Hàn còn quay được cảnh là 10 tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động trái phép tại vùng biển của Nam Hàn. Và cuộc điều tra của chính phủ Nam Hàn cho thấy riêng trong năm 2017 và năm 2018, các tàu thuyền Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp thường lớn hơn gần gấp là 10 lần so với các tàu của Nam Hàn và đánh bắt sản lượng mực bằng của Nhật Bản và Nam Hàn cộng lại ước tính có khoảng là 160.000 tấn và trị giá hơn là 440 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Và đây cũng là lý do khiến các nhà nghiên cứu lo ngại sự biến mất của các loại hải sản, đặc biệt là loài mực ống này và giảm tới là 78% ở vùng biển của Nam Hàn và Nhật Bản kể từ năm 2003. Và kính thưa quý vị, tin Việt Nam cũng cho biết thì Sở Thú Việt Nam quyên góp tiền bạc và thức ăn để sống sót sau đại dịch COVID-19. Vì số lượng du khách sụt giảm trong mùa đại dịch, Sở Thú Sài Gòn lâu đời nhất của Việt Nam đang phải cố gắng thực hiện nhiều biện pháp để mà tồn tại như là tổ chức các hoạt động để mà gây quỹ, cắt giảm lương nhân viên và trồng cây và rau quả để mà nuôi các loài động vật. Số du khách tới thăm Sở Thú hơn là 150 năm tuổi ở trung tâm Sài Gòn đã giảm mạnh từ tháng 3 vì đại dịch COVID-19 bùng phát và đã phải đóng cửa hoàn toàn trong 2 tháng 4 và tháng 5. Mặc dù thì ngừng hoạt động nhưng mà Sở Thú Sài Gòn được xây dựng từ thời Pháp thuộc vẫn phải cần tới là 180 triệu đồng mỗi ngày để nuôi sống hơn là 1.400 động vật. Ông Phạm Văn Tấn là giám đốc Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn cũng cho biết đã phải cắt giảm là hơn 30% lương tháng của tất cả nhân viên làm việc tại đây. Họ cũng đã phải tận dụng các khoảng đất trống để mà trồng rau, biến thành nguồn thức ăn, đồng thời quyên góp 100.000 Mỹ Kim cùng với là 25 tấn thực phẩm cung cấp cho các loài thú. Ông Tấn cũng cho biết là sau khi Sài Gòn nới lỏng các biện pháp phong tỏa thì du khách cũng đã bắt đầu quay trở lại Sở Thú Sài Gòn, nhưng mà thấp hơn rất là nhiều, chỉ còn khoảng là 1.400 người mỗi ngày so với là 12.000 người trước mùa đại dịch COVID-19. Và cũng tin Việt Nam, thưa quý vị, tin từ Đồng Tháp cũng cho hay là những chuyến phà cao lãnh kết nối hai bờ sông Tiền sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày hôm nay, được cho là hoàn thành sứ mệnh đưa khách sang sông gần là 100 năm qua vì nguyên nhân lỗ nặng. Giám đốc công ty phà Đồng Tháp là Võ Trọng Biên cũng cho biết, mỗi ngày chỉ có khoảng là 2.000 lượt xe gắn máy và 10 lượt xe ô tô qua lại phà cao lãnh thời gian qua, thưa quý vị. Và doanh thu bán vé không đủ bù chi phí là hoạt động của bến tàu này và buộc phải ngừng hoạt động. Và 3 chiếc phà 40 tấn cùng với là 24 nhân viên điều khiển phà được điều động tới làm việc tại các bến khác ở huyện Hồng Ngự và huyện Gò Vấp, thưa quý vị. Và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cũng cho hay là đang chuẩn bị tổ chức cuộc đấu thầu thiết lập các bến đò ngang và thay thế phà để mà phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở đây. Phà cao lãnh hoạt động trên sông Tiền khoảng 100 năm qua, đưa người dân,
học sinh, sinh viên ở thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò qua lại sông. Và thay vì thì phải đi vòng lên cầu Cao Lãnh, thưa quý vị, và rút ngắn cho tới là 10 km con đường qua lại của bến phà này. Quý vị vừa theo dõi xong phần tin Việt Nam, Thanh Mai trở lại với phần tin Hoa Kỳ sau phần bảo trợ của Đài. Xin cảm ơn quý vị.